Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thằng Mì Linh. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại phố Mì. Và hiện tại thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì mọi người cũng biết rằng là Linh tiếp tục quay trở lại gia đình của nhà em Pó Hai Con. Đó, đây là cái điểm trường cho các em nhỏ học đây. Thì hôm trước thì Linh có nói chuyện rằng là chỗ điểm trường cô giáo đây đang thiếu những quạt để cho học sinh có thể lắp, để có thể là vào cái mùa hè các em nhỏ học thì đỡ toát mồ hôi. Thì một cái quạt thì nó rơi vào hơn 500.000. Đó, thì rất mong là các bác ở trên kênh quan tâm đến trẻ con ở vùng cao, thì cũng mong là các bác ủng hộ cho các em nhỏ đây. Thì hôm trước cô giáo thì cũng nói chuyện với Linh, thì Linh bảo là xem nếu mà có cái quỹ nào thì Linh sẽ hỗ trợ quạt cho các em nhỏ ở đây. Đó. Bây giờ thì mời tất cả các bác cùng với Linh đi vào trong phía trong nhà em Pó. Đang chở đá hả em? À. Chở được bao nhiêu xe rồi? Hai xe rồi. Đây là sang giúp nhà Pó à? Đây là làm thuê. À, làm thuê đúng không? À. Nhà Pó thì cũng nhờ bên thôn là cũng để nhờ đồ ở phía bên này các bác. Không biết là nhà em có vào trong này ở không? Đấy, phía bên kia là chỗ điểm trường. Cũng rất là thiếu thốn. Cũng rất là mong là các bác cũng quan tâm đến các em nhỏ ở vùng cao giúp đỡ. Chào nhá. Thế là gia đình ngủ đây à? Phải. À, bên thôn là cho ngủ đây đúng không? À, xin họ đúng không? Thế tốt quá nhờ, ngủ trong này đúng không? Thế thì phải lấy bếp bạn ra nấu ăn ở ngoài này cho nó đỡ bẩn nhá. Mình nấu ăn là lấy nấu ở ngoài này đúng không? Trong này luôn à? Đấy, xem chào em Pó nhá. Xin chào nhá. Hôm nay là nhiều người làm không? Hôm nay nhiều người làm không? Hôm nay bây giờ chắc là tầm khoảng, hôm nay là chắc là đồ thở với cả đồ của mình nữa là chắc là tầm khoảng mười mấy người. Ôi mười mấy người á? Thế anh tưởng giống như nọ anh mua một ít thịt thôi. Thôi lửa lấy cái thịt này đi luộc đi. Okay. Cái này là Linh mua vào để ăn cùng với gia đình. Luộc đây đúng không? Đấy, nấu kìa, bếp kìa. Thế là bên thôn là cho mình ở nhờ ở nhà này đúng không? Vâng. Thế các con của nhà Pó là không nhiều à? Thế là hôm nay là mười mấy người cơ hả Pó? À, nhờ bà con giúp nữa. Đấy, gạch thì đã vận chuyển vào đây hết rồi. Gạch đã vận chuyển bao nhiêu viên rồi? 600 viên rồi. 600 viên à? Không chuyển tiếp à? Bảo thằng Toa nó chở theo chắc là 800 viên nữa. À. Xây cái góc nhà nữa thì đây kè móng nhanh phết đây các bác. Thấy hiện tại cái tốc độ kè móng của mấy anh em là cũng khá là nhanh. Hôm qua là mưa to là đi vào trong khi ngủ à? Hay là chuyển sớm từ hôm trước rồi? Thế là còn may nhá nhở, hôm qua mưa to may còn chuyển vào kia ấy, không thì là nếu mà gia đình mà ngủ cái lán thì chắc không biết là dính mưa hết. Chào mọi người nhá. Chào mấy anh em. Hôm nay bà con là cũng sang giúp đây. Đang kè cái phần móng này cũng khá là nhanh. Rồi, khu vực này là khu vực núi đất, đá thì ít, thế nên là còn phải đi mua đá về để kè các bác. Hôm nay thợ có mấy người làm anh? 5 người thôi à? À. Có là nhờ mấy cô này là đến là giúp vận chuyển đồ đúng không? Đào cái nền đất này xuống à? Vâng. Đào cái nền này với đi chờ mấy đống sỏi dưới đường. Sỏi à? Một đá kia đúng không? Để mình đổ cột. Đúng rồi, đổ cái cột kia. Cột thì đã lên. Làm thêm cái hiên ra ngoài. Qua trong mưa to gà ướt hết thì kìa. Cái cô này nhà ở đâu? Cô này vẫn ở trong thôn này. Ở trong thôn này thôi à? Tốt quá, có mọi người đến giúp này.
Hôm nay thì Linh tiếp tục quay trở lại khu vực Phú Mì để có thể tiếp tục truyền tải những video trong buổi sáng ngày hôm nay để cho tất cả các bác biết về quá trình làm nhà của em Pó mà có được cô chú Hạnh Phấn tài trợ. Sao đấy, tay làm sao đấy? Hôm qua kề cái đá ở dưới nó bám vào ấy. Ui dồi. À bị kẹp vào đúng không? Làm gì bắn mà rách thì tay bị kẹp. Nó rơi vào chúng tay đúng không? Đúng rồi, mình bây giờ mình kê nó thả thả ấy, nó có một cái đế ở dưới nó chống vào ấy. À chọc vào. Nhưng mà tí nữa là mọi người là đào cả cái nền này đúng không? Ý là đầu cái này nhà này trước ở đầu góc này với góc này. À, góc bên kia nữa, cả góc bên này nữa các bác. Đào xuống để có thể săn được cái mặt bằng làm nền nhà cho em Pó. Nước là vẫn đảm bảo nhờ. Nước thì vẫn đảm bảo. Ừ. Đã lâu chỉ lo mà trống. Đá này chắc phải đập ra đấy. Tầm bao lâu là cái nhà này được anh? Tầm tuần không? Tầm một tuần. Một tuần gì? Mấy anh em thợ bảo là tầm một tuần là được các bác. Đấy, chủ yếu là mất công cái móng này thôi. Không thì là một tuần xây và một tuần là nhanh thôi. Em Pó là đã nhờ các cô là ở ngoài này là đi đào cái bột đá. Cô nhà đấy à? Cô nhà cũ à? Ui dồi, con nhà cũ chả hỏng hết rồi đây nhờ. Nhưng mà mấy đứa nhà em là cũng có con nhà mới đúng không? Ờ, cô thì cô mới không? Con mới hết luôn. Con mới, cô to. Đấy, mọi người đang đập đá từ bên kia. Lử đang làm thịt à? Ờ, đang làm khò thịt đấy. Tại vì là không thể trở vào phía trong này được các bác. Tại vì cái nền ở phía bên ngoài này nó rất là mỏng. Xe mà trở nặng vào là nó bị lún ngay. Ơ bà con đi đâu ấy? Đâu mới chưa? Sỏi là đổ gì đấy à? À xe đổ ở dưới đấy á? Sao đổ xa đấy? Trả lời một đổ vườn ra nè. Cái con của Pó là cũng thích đi học với các bác. Điểm trường này cũng đang rất là thiếu thốn. Cũng rất mong là các bác giúp đỡ cho cái điểm trường này những cái quạt để các em có thể là mùa hè này nóng có thể lắp cái quạt này, sửa lại mấy cửa nhà cửa phòng học đây. Nó cũng bị hỏng hết rồi. Xem mà cái thịt đấy luộc nhà Pó còn cái gì ăn không? Mỗi thịt tí có đủ mời mọi người không? Cái này á. Thế thì xào tí xào cả lòng già vào luôn. Lòng già thì xào vào rau chua mới ngon. Ừ, đúng rồi.
Nên sáng nay em đi mua nên mở ra. Nếu chưa thấy người, chưa biết là mấy người thì tí nữa chưa đi mua một con gà chân vàng hay sao. Gà chân vàng nhưng mà thế thì anh có thịt đây rồi thì ăn thịt cũng được. Để ăn bữa tối. Thế để ăn bữa tối đi nhá. Thế lửa làm cái thịt lúc nãy Linh mua ở đây. Luộc hết lên lửa. Sao bếp không đẩy vào phía trong một tí cho gió thì phải lấy về đây một cái tấm ván về đây chắn ở đoạn này chứ thì mới không gió. Còn tấm ván nào không? Có à? Lấy một cái tấm ván về đây chắn ở đoạn này thì gió nó mới không vào, thì mới nấu cơm nó không tốn lửa chứ. Đây thấy là nì chua chốt có bèn lò mà nó thổi từ đằng sau mình Linh về đây. Em làm cái này đi chở cái sỏi kia về để giải nốt một lớp nền kia. Giá này hơi xịn. Hơi xịn. Tránh ra nhá. Đã đổ luôn phía bên này. Hôm nay kè nữa là được 2 ngày ấy nhỉ? Được 2 ngày rồi đúng không? Đây các bác xem các anh thợ kè cực kỳ là đẹp luôn các bác, đó mọi người thấy chưa? Kè móng này thì nó sẽ chắc hơn. Nếu mà không kè là nếu mà xây lên là nhà sập ngay. Đây cái hiên mà mọi người đã đổ cột đây các bác. Đã đổ dưới móng cột đấy. 4 thanh. Để có thể bắn cái hiên ra chỗ nhà của em Pó để cho nó có thể là nó rộng hơn một chút. Không thì nhà của em rất là hẹp. Cái nền đất của nhà em thì chỉ có đến thế thôi. Không thể làm rộng hơn được nữa. Vừa rồi thì bố của em Pó thì vừa mới làm thủ tục để có thể là đào đất được. Thì do là cầm gà nó vi phạm bản quyền nên là Linh cũng không thể quay được cho các bác xem được cái phong tục của nét văn hóa của bà con ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc Mông khi cách xây nhà nào. Đó, cái vải đỏ này là mấy hôm nữa là sẽ là treo ở chỗ bàn thờ chỗ nhà của em Pó đây. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Thế bây giờ chuẩn bị đào đất à? Chuẩn bị đào đất. Thế chuẩn bị gọi mọi người về đào thôi. Các anh thợ thì vẫn đang kè cái này sẽ kè ở phía phần bên kia trước, sau đó là sau khi kè xong thì sẽ bắt lan sang phía bên này là kè một vòng tròn, một vòng hình vuông ấy. Đây là mẹ của em Pó nha các bác nhá, đang làm mẻ mé này. Do là cái máy sắt nó không được mịn ấy thì mình bắt buộc phải làm này. Bà con là bắt đầu là đến đây để chuẩn bị săn nền rồi đó. Các anh em thợ là đang che lại cái phần lúc nãy vừa kè xong.
để bà con có thể là đào đất xuống nó đỡ bị dính đất. Nên cứ trẻ cho bớt chết cho sau rồi nên vừa ai của băng tàu rồi mà. Đấy, nhấc lên để lên đấy xong là san đất xuống là được cơ mà. Mai mối xí đây. Mối xí chú chua. Mối xí chú chua có đi chơi nhanh nhanh đi. Cho đi cho đu nữa cho nó bỏ hậu à. Hôm nay nhà em bỏ là cũng nhờ được các cô là hàng xóm ở quanh cái khu vực Phú Mì đây là cũng là đến là giúp mọi người làm. Thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đào này tí chắc là đào vào chúng là tổ chuột luôn đấy nhở. Hả? Tí chuột chạy phơi phới đây các bác xem nhá. Tí nó chuẩn bị đến rồi. Em phải chuyển cái đá trắng này đi ra chỗ khác thì mới đào được xuống chứ. Thế thì chả tí nữa đào đây vào thì chả phải cái này phải chuyển đi chỗ khác à? Lớp à? Lớp trước rồi à? Thế thì làm sao mà không bỏ này ra làm sao mà đủ để lấp đất vào kia được? Bằng bằng cái đá khách chùa cho bố dê này rồi. Chị mái giả xì. Chẳng nông tử yếu cho A tí rồi mà. Không sao đâu mà. Có nghĩa là đào để bằng với cái phần móng nhà thôi. Khách chứ. Thế bắt đầu đào cái phần đằng sau kia. Trên này là san xuống thì nó sẽ san xuống được cái nền này. Tránh ra nhá, tránh ra nhá. Cho nó đi ra trường mầm non học đi. Hư quá rồi. Cho một cần đây nhá. Nó chê phô tàu luôn. Ấy, 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 ấy. Đáng yêu thật ạ. Úi dồi. Đấy. Đất đây nó mềm nên đào nó nhanh lắm. Rửa bát hả em? À, đang rửa bát. May là khu vực này không thiếu nước.
chứ như ở mấy khu ở cái hang Mạc Đá thì thôi, làm một cái nhà cực kỳ vất vả. Đây nhá, vẫn làm theo mỗi form nhà của bên Hấu Chua nhé các bác nhé, đều làm như thế hết. Nói chung là chi tiêu mua vật liệu hay gì đấy Linh giao cho hết, hay bó em mua. Đó. Đến hôm chỉ vào việc là thanh toán này. Yo, tránh ra cho hết xuống đây này, đá to cho hết xuống đây. Ôi. Chỉnh chai đâu mà, chỉnh lìa đâu mà. Tao tao chỉ mãi ra đâu. Hai giờ mua bữa thì hai giờ khó. Em gái của vợ em Pó đang rửa bát đây, chăm chỉ ấy các bác. Các bác nào mà muốn cưới thì lên đây gặp nhá, thích lấy chồng xuôi đấy. Hai người IOP. Ui dồi ui dồi, chẳng lẽ chẳng xì luôn, chẳng lẽ ba chi, chẳng lẽ ba chẳng mua gió luôn ấy nhở. Anh này làm chuyên nghiệp đấy nhờ. Trước đây đi xây được mấy cái nhà rồi? Ở huyện kia nhiều cái rồi. Nhiều cái rồi à? Toàn đi phụ rồi. Toàn đi phụ đúng không? Lên thợ chính chưa? Hả? Được lên thợ chính chưa? Chưa, toàn phụ. Ôi thế cố gắng rồi, mấy nữa trao huy chương lên thợ chính nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây thì trộn bằng tay các bác, không có máy trộn đấy, trộn bằng tay. Đấy, chuyên nghiệp chưa, anh ấy làm rất là quen này, làm giỏi này mà mãi vẫn chưa được lên thợ chính, hỏi lại mấy anh xây dựng đấy. Anh không đeo cái ủng à, tí đi chân đất thế tí xin à, ăn chân à? Quen rồi, nó không sao mà. Quen rồi à? Đấy, cái phần đất của nhà em Pó thì nó chỉ đến là phía cái phần chỗ anh áo đen đứng thôi, là san được hết, còn phía bên trên thì là của nhà khác rồi. Các anh thì vẫn đang che lại cái phần này. Linh đi sang phía bên kia xem là lửa nấu cơm thế nào. Thôi bọn anh cứ làm nhé, em đi nấu cơm đấy nhá. Cho mấy anh em ăn trưa sớm, về cũng 11 giờ rồi các bác. Gạch thì chỗ nhà em Pó là đã vận chuyển được 600 viên vào đây rồi. Em Pó đang đi chở sỏi về để có thể giải. Chở được mấy xe rồi? Đấy. Chở được mấy xe rồi? Ba xe. Ba xe rồi. Hết rồi. Lửa lam long à? Lam long tí xào với rau chua. Bác phải nấu cơm. Tưởng ăn mẻ mén thôi, xin nhìn nó mở mông. Hôm nọ mẹ vừa mua một bao đến thịt lợn chín chưa? Chín rồi à? Em chuẩn bị thái thôi. Đây đang ăn mẻ mén này. Bây giờ thì bắt đầu lại đồ thêm một lần đấy các bác. Đây lúc đấy là đồ lần 1, bây giờ là sới nó mềm mịn. Sau đó là tí nữa đồ lần 2 nữa thì bắt đầu là xong. Lửa đang thái lòng đúng không? Thái lòng thì xào ấy. Cho gần gần một tí hơn nó mới khô được. Lần này là đồ mẻ mén lần này nó được rồi đấy. Bà con thì vùng cao thì người già thì họ lại thích ăn mẻ mén nhiều hơn, kiểu họ ăn quen từ nhỏ rồi. Về trẻ con thì chỉ thích ăn gạo thôi. Thái đi tí mời bà con. Hôm nay Linh mua được ít là ba chỉ với cả thịt lợn vào. Chín rồi đúng không? Chín rồi, chín rồi đấy. Đúng rồi. Thịt lợn đen ngon nhỉ? Ngon lắm. Nào ba chỉ các bếp mà bố mới Linh làm cho nó tuyệt vời. Cái này thì Linh cũng mang chấm chéo vào nữa các bác, để tí nữa mời bà con chấm luôn. Đây, chấm chéo Mỹ Linh, chấm chéo thần thánh. Các bác mà muốn mua chấm chéo thì có thể ủng hộ cho Mỹ Linh một hai hộp chấm chéo. Chấm chéo thần thánh nhá. Có thể mua qua cái số điện thoại trên màn hình các bác, cái số 0387761. Thì em gái Mỹ Linh sẽ giúp Mỹ Linh chốt đơn. Nếu mà các bác không gọi được thì các bác có thể gọi điện vào cái số điện thoại 0976613609, số điện thoại công việc của Mỹ Linh đó. Em gái Mỹ Linh thì đang cầm cái số là 0387761631. Các bác ủng hộ để Linh có thể là kiếm được thêm một ít thu nhập từ bán hàng, có thể giúp cho em gái đi học nữa.
Em vì nuôi cả em gái đi học nữa các bác. Linh trọng trách nhiều lắm, mệt lắm. Đấy, chỉ con là dậy khóc rồi đấy. Ừ, ôi, thịt ngon nha các bác. Đúng là thịt lợn đen chuẩn vùng cao ấy. Hôm nay thì Linh không mang thịt lợn các bếp vào nữa. Các bác mà muốn mua ăn thử hay là mua lạp sườn hay là mật ong ấy thì các bác có thể liên hệ qua cái số điện thoại trên màn hình. Số 761 đấy, à 36 à 631 đấy. Thái ở dí đây. Đấy cô mở thử đấy, ăn thử em. Em tuyệt vời không? Đặc sản. Đặc sản đấy. Mọi người đang xem cái loại chẩm chéo Mỹ Linh. Loại này chưa phải loại cay đâu. Ui giời. Đấy. Chẩm chéo. Thơm phương phức nha các bác nha. Cắt đấy đi. Ấy cô nhìn thử một miếng này, chấm luôn này. Thịt lợn là mông ấy. Sao lử Thái không quay cái mặt thịt về đây Thái nó chả dễ hơn à? Đấy. Thịt lục hơi nhiều tí. Rào sắc quá. Mình cho đứa bé một miếng đi rồi. Miếng nào cho nó ấy. Kệ kệ. Đấy cô giáo đưa cái lấy luôn. Ăn đi cho mồm. Cho mồm. Ngon. Biết xấu hổ ấy. Lòng các bác, lòng xào dưa, lòng xào rau dưa. Đâu cái cho rau chua gì à? Cho mặt thịt đây, đây thì rau này mà. Thôi lấy có một loại ở trong nhà, lấy loại kia đi. Lại trong kia. Cô đang thái rau dưa để có thể xào lòng nhá. Chẩm chéo này chưa ăn thì cứ đậy vào tí nữa, pha xong. Đây các bác muốn mua hàng thì liên hệ qua số này 0387761631, 0387761631 nhé. Chắc nhiều ấy, to ấy. Nó dừa ngon lắm các bác, cái này ăn sống rồi luôn. Của bà con tự làm ấy. Tuyệt vời đúng không? Lòng xào dưa nhé. Các bác xào này nó mới khiếp. Các bác nào mà thích đi trải nghiệm trong bản hay lên vùng cao mà nấu cơm này thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Mỹ Linh có thể dẫn các bác đi vào bản để trải nghiệm nhá. Đừng có pha chẩm chéo à? Đây pha đi. Nói chung là hai anh em là lúc nào vào bản là cũng phải làm tí chẩm chéo các bác. Ui đồ nữa ơi. Hai bát nhỉ? Hai bát. Nhiều quá. Pha một ít thôi. Tại vì về các bác chỉ cần một tí rồi. Mình pha nhiều cho nhiều quá các bác tưởng là mình pha nhiều ấy. Các bác phải cho phí ra. Chẩm chéo nha các bác nha. Đấy. Cho cái nước luộc thịt nó mới ngon. Đấy, lấy đũa ngoài. Đấy, mỗi đều lên. Các bác mua chẩm chéo thì mua một lọ thì không miễn ship, nhưng mà mua từ hai lọ thì miễn ship. Mua ba lọ thì được tặng một lọ, mua sáu lọ thì được tặng hai lọ nhé các bác nhé. Ngoái đều lên được. Đều thì nó mới vào hòa ngon. Đây.
sùng chéo cơ bác. Tuyệt vời đấy. Nhìn nước chấm này đã muốn chấm rồi. Không muốn chấm à? Đã muốn chấm. Đã muốn chấm à? Tàu ấy, chấm này cũng nhà hài là tàu ấy. Chấm này cũng nhà cho hài ăn tỉ rồi. Ừ. Ừ. Hai Âu ấy. Ừ. Ừ. Nóng rồi các bác. Ôi giời. Lấy cho sỏi ra. Ờ. Bảo nghỉ đây ăn cơm đi. Lửa đúng là đầu bếp hợp lý nhỉ. Nấu gì cũng ngon. Học qua bếp ở đây. Chứ không có bếp à? Ừ. Ừ, dồi ôi. Còn món gì nữa không nhỉ? Rau chua. Rau chua đấy. Canh ấy, canh rau ấy. Lấy thêm hai cái Âu nữa. Trẻ con là bây giờ là đang chuẩn bị được nghỉ trưa, vừa ăn cơm xong, đang ngủ. Cái múc mẻ mén. Bây giờ canh thợ với cả mọi người đã bắt đầu nghỉ rồi. Nóng quá. Gửi về cầm hộ cô này. Cú chứ, nóng chứ. Xong rồi về lấy hộ bát ra với em ơi. Một bát nhỏ cho tỉ mẹ tôi. Tỉ mẹ thiết đìa đấy. Chắc bát bé không đủ đâu đúng không? Thế thì lấy cả thìa ra nữa đi. Cho mọi người ăn trưa nghỉ ngơi tí, nắng quá. Ấy vào đi. Ú từ không này, nè hai người giỏi thế. Mỹ Linh còn phải ngồi sổ này, ngồi lửa. Ngồi đi. Mấy anh em chia thìa đi. Đấy lửa dịch về đây cho mấy chị em lên vào. Nói đi, chào mà. Đây. Đấy. Chào ra. Ta sai. Đồ. Chim gì ngồi. Nếu mày nó niệm giọng kia ở nó. Nếu mày ở không được. Chám lo tát lo. Thôi, không sao sao ngồi xổm hết. Được. Đây mọi người lại cho đặc quyền riêng là ăn là bát lử cho anh cái thìa. À, có rồi đúng không? Cháu đi ở đâu? Đủ thìa chưa? Lấy thìa đi. Thôi mời các bác nhá. Mọi người cho Mỹ Linh với cả Lử đặc quyền riêng là ăn bát các bác. Thôi, mời các bác. Mời anh nhá. Mít lòng xào dưa. Do là không đủ bát nên mọi người phải ăn thìa các bác. Không bác thông cảm. Nhà bó là không đủ bát à? Không mấy cái à? Thôi mời tất cả các bạn cơm cùng với gia đình nhà em bó hai con ở Phú Mì nhé. Ừ. Làm thử miếng ba chỉ nào. Anh em dùng đi. Đấy. Chấm ngập chấm chéo rồi. Cái chẩm chéo này còn chưa phải là loại chẩm chéo cực cay rồi. Đây là loại bình dân. Mẹ mua tư hả? Chán rồi anh tí nữa. Làm bát là sinh tố ngô.
Mẹ bố làm mà mình ngon đấy. Xin tổ ngô nhá các bác nhá. Húp thôi. Ôi à, thèm chấm chéo rồi. Mời các bác nhé. Loại đấy thì nó gọi là thuộc từ từ plát chỉ rong mà móc plát kìa. Hôm nay món lòng này lử xào được ấy. Món này lử có sách vở cả đấy. Chị em Lửa ơi, mẹ đưa cho ớ ví anh đâu nhỉ? Thôi ăn xong chưa? Thôi cứ ăn nốt đi. Bố của bố không ăn cơm hả? Đi đâu rồi? Mua nó sẵn sàng. Đây, mua nó sẵn sàng. Để đưa đặt bờ lô để lấy nhé. Cái trống. Cái trống bờ lô ấy. Mấy cái trống là mua cây xà. Trống thì như nhà em đầy. Hôm nay mà non đây nhá. Chắc là Mỹ Linh cũng xin phép rồi. Thôi nhá, mấy anh em cứ ăn nhá. Không có gì là có gì thì có cứ gọi nhá. Vâng. Mình ăn xong chắc đi về đây. Mẹ gửi cho 1 triệu rồi mua đồ ăn. Đấy, tự mua đồ ăn mời mọi người đấy ăn nhá. Món này mà giàu nhá. Bữa cơm ngon quá các bác. Thôi chào mọi người nhá. Anh về đây. Bây giờ chắc là mình Linh cũng là về đây các bác. Ôi. Ăn bữa cơm ngon quá các bác. Thấy học sinh này đang học này. Chú ngủ chưa à? Ôi. Lớp này không có quạt à? Nóng lắm hả cô? Mình ngồi ngoài thấy nóng toát hết mồ hôi các bác. Các em nhỏ đây đang đấy tự đi lấy đệm về ngủ ơi. Cái này phải lắp quạt cô ạ. Thôi, cháu chào cô nhá. Vâng. Các bác có thấy qua cái chỗ nhà ép có một cái điểm trường đây cũng khá là khó khăn. Cũng rất là mong là các bác xem qua được kênh của Mỹ Linh thì các bác có thể ủng hộ vài cái quạt ở đây để có thể ủng hộ cho các bé là ngủ nó đỡ nóng. Tại vì vào mùa hè ở khu vực Phú Mỹ này nó sẽ nóng hơn ở phía bên ngoài huyện nhiều. Linh cũng rất mong các bác ủng hộ cho các em nhỏ ở đây.
cái điểm trường cũng khá là thiếu về quạt. Rất mong là các bác có thể ủng hộ cho các bé ở vùng cao. Đi nhỉ. Ui, ăn bát mẻ mén ngon quá. Dạ. Thôi cháu về luôn cô ạ. Cháu về nhá. Vâng vâng. Cháu về nhá. Đi về các bác. Vừa rồi thì các bác cũng theo chân cùng với Linh với Lửa đi vào trong khu vực phố mì để có thể xem cái tiến độ làm nhà em đến đâu. Hiện tại là kè móng cũng gần xong rồi. Thì chắc khả năng là ngày mai thôi. Nhà em phó là cũng sẽ bắt đầu lên gạch rồi. Video trong ngày hôm nay cũng đến kết thúc rồi. Các bác thấy ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Thảo Mới Linh. Một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh này một lớn mạnh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Tạm biệt tất cả các bác nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất. Nước chảy thoải mái. Cây đổ. Và mưa to gió lớn cây gãy hết. Mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá, gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.